chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Anphat Computer. HP Envy, một trong những dòng laptop thuộc phân khúc cao cấp của HP. Thì trước mặt mình đây thì đang là HP Envy X360 Convert với một thiết kế rất là sang trọng này, một cấu hình mạnh mẽ, màn hình sắc nét, thời lượng pin tốt, lại còn là laptop 2 trong 1. Thì ở phiên bản mới của năm 2022 này sẽ có gì? Cùng mình bắt đầu vào video nhé. Một thiết kế dành cho doanh nhân chính hiệu với kiểu dáng rất là vuông vức này, đơn giản nhưng mà cực kỳ sang trọng. Với gam màu chủ đạo ở đây thì sẽ là gam màu đen kết hợp với cả logo cách điệu là các đường chéo ghép lại là chữ HP. Thì logo này chính là sự thể hiện cho các dòng cao cấp của HP như là HP Envy hay là HP Spectre. Chiếc máy này thì được làm hoàn toàn chất liệu là bằng kim loại, chất lượng hoàn thiện thì cực kỳ tốt, mỏng nhẹ thì sẽ là yếu tố đầu tiên mà các bạn sẽ cảm nhận được khi mà nhìn thấy chiếc máy này. Máy chỉ mỏng có là 16,4mm, nặng 1,3kg, thế nên là việc các bạn cầm bằng một tay và mang theo khi di chuyển rất là dễ dàng. Ngay khi cầm vào thì mặc dù rất là mỏng nhẹ nhưng mà cực kỳ chắc tay, không hề có hiện tượng flex khi mà các bạn ấn vào phần mặt lưng và phần bàn phím một chút nào cả. Phần bàn lề này thì rất là cứng cáp, có thể xoay gập là 360 độ, biến chiếc laptop của các bạn thành một chiếc máy tính bảng để có thể phục vụ công việc. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các tư thế khác nhau khác như là dựng lều để các bạn có thể giải trí này, mở máy ra một góc 180 độ. Nói chung là có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu với mọi tư thế mà các bạn mong muốn. Và để có thể biến chiếc máy tính này thành một chiếc máy tính bảng thì đây chắc chắn phải là một màn hình cảm ứng. Và được tặng kèm thì sẽ là chiếc bút cảm ứng có sẵn của HP trang bị cho người dùng với khả năng làm việc đó chính là đa tác vụ. Thì cảm ứng rất là nhạy này, đa điểm này và mượt, kể cả khi các bạn dùng tay hay là dùng bút đều cảm ứng rất là ok. Thì đây sẽ là màn hình cảm ứng, thế nên là đây sẽ là một chiếc màn hình gương với chất lượng màu sắc đem lại chuẩn và cực kỳ đẹp. Màn hình thì sẽ là 13,3 inch Full HD tấm nền IPS. Khả năng hiển thị màu sắc thì gần như là đạt mức tối đa với 100% sRGB, 98% Adobe RGB. Độ sáng thì cao lên đến là 400 nit. Với màn hình chống phản chiếu thì HP Envy sẽ tăng cường độ tương phản giúp hình ảnh của các bạn hiển thị rõ ràng này, màu sắc có chiều sâu hơn và độ sáng cao thì sẽ giúp các bạn sử dụng và làm việc được trong mọi môi trường ánh sáng. Màn hình này thì cũng là một mẫu màn hình thích hợp để cho các bạn làm về đồ họa, thiết kế với độ sai lệch màu sắc gần như sẽ là rất là ít. Mặc dù bốn viền màn hình siêu mỏng, thế nhưng mà không thể thiếu được đối với laptop Ultrabook chính là webcam. Thì được HP trang bị ở cạnh trên cùng siêu nhỏ ẩn dưới màn hình thì webcam sẽ được tích hợp sẵn, đó chính là micro và chất lượng HD cho phép các bạn sử dụng vừa đủ để có những cuộc gọi video call rất là ổn định. Vấn đề bảo mật được HP trang bị cực kỳ cẩn thận khi mà hướng tới người dùng là doanh nhân, thế là các bạn sẽ có cảm biến vân tay một chạm sẽ giúp mở khóa máy nhanh hơn cũng như là bảo mật thông tin một cách tốt hơn. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có là AMD Ryzen 7 5800U 8x16 luồng, 8GB hàn chết trên màu mạch, 256GB SSD và đồ họa tích hợp đó chính là AMD Radeon Graphics. Thì với hiệu năng này được trang bị CPU AMD dòng 5000 series thì sẽ cân tốt tất cả các tác vụ đồ họa cơ bản. Cấu hình này thì mình nghĩ khá là mạnh mẽ đối với một chiếc laptop Ultrabook, thế nên là nếu như mà các bạn chỉ cần phục vụ các tác vụ văn phòng như là lướt web này, thuyết trình này, giải trí cơ bản thì đối tượng người dùng mà HP Envy hướng đến là doanh nhân thì hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng đối với cấu hình này. Xuống dưới phần bàn phím thì layout rõ ràng, hành trình phím sâu, phím bấm rất là mềm và êm, khoảng cách giữa các phím thì cực kỳ hợp lý. Ngoài ra thì sẽ được trang bị thêm cả led nền để các bạn có thể làm việc được trong điều kiện thiếu sáng. Phần touchpad thì độ lớn vừa phải, cảm giác di mượt, vuốt chạm ở đây thì 2-3 điểm rất là thích và đều có tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh. Hơn nữa thì về bàn phím và touchpad thì còn được thiết kế trùng màu với các màu sắc của máy, khiến cho chiếc laptop của các bạn trở nên đồng nhất và hài hòa với tổng thể máy hơn. Phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn này, khe thẻ micro SD, hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C, một jack audio combo. Cuối cùng sẽ là thời lượng pin, phải nói là thừa trong một ngày dài làm việc, thế nên là các bạn sẽ không cần quá lo lắng vì với laptop văn phòng thì thời lượng pin lúc nào cũng sẽ rất là tốt. Tổng kết lại thì với một thiết kế đẹp này, sang trọng này, cấu hình khỏe và cực kỳ phù hợp đối với người dùng là doanh nhân với một mức giá cực kỳ hợp lý thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.